Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày về một số các câu hỏi trắc nghiệm của phần Excel của phần trắc nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ha. Thì đây các bạn có thể thấy được, module 4 là sử dụng bảng tính cơ bản. Sử dụng bảng tính cơ bản ha. Trong câu mình sẽ phóng to cái này lên một chút. Thôi bây giờ mình sẽ đầu tiên là câu thứ nhất nha, thì mình ôm trên cái tinh thần là các bạn đã biết về Excel thì mình cái nào dễ quá thì mình ghi cho qua luôn ha. Câu 1, có thể phóng to thêm chút nữa không nhỉ? Mình nghĩ to như vậy được rồi ha. Câu 1, trong bảng tính Excel tại ô gì đó có chứa chuỗi tin học, thì cái nó ghi cái chuỗi này các bạn nhìn cho thôi. Thế thì nó nói left, hàm left là hàm gì? Hàm left có nghĩa là hàm lấy cái ký tự từ bên trái ở trong ô A1 ha, từ bên trái điếm qua lấy bao nhiêu ký tự? Lấy 3 ký tự. Thì cái chuỗi này nè, chuỗi tin học từ bên trái lấy qua bao nhiêu ký tự? 3 ký tự ha, thì nó sẽ là chữ tin, đúng không ạ? Hàm left. Câu 2, trong bảng tính Excel bạn gõ công thức là max, hàm max là hàm gì? Hàm max là hàm giá trị lớn nhất. Thế thì cái giá trị lớn nhất trong cái chuỗi này là bao nhiêu? Là 15 ha. Thì mấy câu này cũng tương đối là dễ, mình trắng cho nó kỳ quá. Tiếp theo là câu 3, trong bảng tính Excel cho biết phím tắt để cố định địa chỉ ô trong công thức. Cố định địa chỉ là địa chỉ tuyệt đối. Địa chỉ tuyệt đối thì các bạn sẽ cố định nó bằng phím F4 nha. Địa chỉ tuyệt đối là cái địa chỉ mà nó có cái chữ này nè, cái dấu đô la, dụ E, cái đô la 1 gì đó. Cái này là cái địa chỉ tuyệt đối nha các bạn nha. Tiếp theo là câu 4, trong bảng tính Excel, bạn gõ công thức tại ô B1 là average 3, 4, 5, 6. Average là hàm gì? Thế thì average là cái hàm tính giá trị trung bình. Thì các bạn sẽ tính giá trị trung bình của cái công thức bên đây. Ví dụ ở đây mình cộng hơi khó khăn thì 3, 4 mình tính không được. Mình thường mình lấy 4 với 6 cộng lại là 10 nè. 3, 5 là 8, là 18. Mà trung bình này các bạn phải chia cho, cái này có 4 số cho nên các bạn phải chia cho 4 nha, chia cho 4 chứ không được chia cho 2, tại vì cái trung bình này là cộng lại chia 4. Thế thì 18, ví dụ mà chia 4 không được thì các bạn sẽ chia 2 đi. 18 chia 2 là 9, thì các bạn đem đi chia 2 lần nữa sẽ là 4,5 ha. Bạn nào nhẩm không được á, tại ở nhà mình bán tạp hóa cho nên mình nhẩm nó quen rồi. Tiếp theo câu 5, chức năng của hàm cao if trong Excel là gì? Thế thì chức năng của hàm cao if s có nghĩa là hàm đếm số lượng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước. Các bạn hàm cao mà hàm cao y s thì có s á. Hàm count là hàm đếm, hàm count if là đếm theo có điều kiện, và có thêm chữ s này là nhiều điều kiện cho trước nha. Đó là cái hàm count if. Thế thì chức năng của hàm count if trong Excel là gì? Đó là hàm đếm số lượng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước. Thì các bạn nhìn vô các bạn thấy chữ c và chữ d là hàm tính tổng, và hàm tính trong bình cộng là sai nha. Vậy thì có câu A là hàm đếm số lượng các ô trong một vùng dữ liệu thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn là cũng là không được luôn. Phải là nhiều điều kiện mới được nha. Tại vì count if s có chữ S ở đây các bạn thấy không? Đó là phải là nhiều điều kiện. Thế hay là câu 6 ha. Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel, bạn sử dụng lựa chọn nào?
để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel. Bạn sẽ chọn lựa chọn nào ha? In một vùng nào thôi. Cả hai cách trên này đều sai. Điện các bạn bôi đen vùng cần in, các bạn chọn File, Green Area, chọn Set Green Area là sai nha. Vào File Green chọn OK, nó in nguyên một cái bảng luôn chứ không phải là cái vùng. Cho nên là hai câu trên đều sai. Hồi nãy có chắc có bạn nào muốn xin cái file này thì mình đã để một cái link bình luận, cái link của cái file này nè ở dưới video này nha, ở dưới bình luận của video này ha. Bạn nào muốn bình luận hoặc là phần mô tả thì các bạn vô hai phần đi, phần nào có thì lấy. Thì các bạn nào muốn file này thì vô đó lấy giùm mình ha. Ở đó thì mình đã tạo cho bạn một cái link giống như là cái link Google Form vậy đó, để cho các bạn tự làm chứ không có cho các bạn nguyên file này đâu nha. Câu 7 nè. Giá trị tại ô F4 chứa điểm trung bình là 8. Hỏi công thức tại ô H4 là nếu F4 bằng 10 xuất sắc, nếu F4 lớn hơn 8 là giỏi, F4 lớn hơn 6,5 là khá, còn lại là trung bình. Vậy thì theo cái công thức này nè, lớn hơn 8 nào, không phải 8 nha, vậy là lớn hơn 6,5, vậy thì cái ông này sẽ nó sẽ là khá. Các bạn hiểu ở đây không? Mà cái này hàm if, hàm if, if cái giá trị điều kiện đúng và điều kiện sai. Cái này có nghĩa là nó nói nè, nếu cái điểm mà bằng 10 á thì là xuất sắc, điểm mà lớn hơn 8 là sẽ là giỏi, điểm từ 6,5 lớn hơn 6,5 là 6,6 á đến 7 đến 8 thì không có dấu bằng, mà 6,6 đến 8 á là khá, vậy cái ông này sẽ là khá. Cái bảng này thống kê ha. Trong bảng tính Excel sao? Cái bảng này thống kê bằng cái hàm gì? Bạn thấy các mạng call, trung bình call, đồ nè, trung bình thống kê. Thống kê ở đây, mạng đếm là ở đây là 11 ha, ở đây trung bình 8, dưới đây 3. Vậy thì nó sẽ được thống kê là bằng hàm subtotal. Subtotal nha các bạn nhớ nha. Thế là câu 9. Trong Excel, hàm gì được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một vùng nào đó khi các giá trị trong vùng tương ứng thỏa mãn điều kiện cho trước? Hàm để tính tổng các giá trị trong một vùng nào đó khi mà các giá trị trong vùng nó tương ứng thỏa điều kiện cho trước. Tính tổng á, thì là hàm sum, mà có điều kiện là sum if. Các bạn nhớ cho mình ha. Tính tổng là hàm sum và có điều kiện là sum if. Tiếp theo câu 10. Trong Excel, để làm ẩn một set nào đó, có thể cho hiện lại bằng lệnh unhide. Unhide là bỏ ẩn. Bạn sử dụng lựa chọn nào ha? Thì các bạn có thể chọn cái câu nào mà chọn nhiều trả lời á, thì các bạn nhớ chọn cho mình nhiều câu trả lời nha. Vậy thì để làm ẩn một set, các bạn biết cái set trong cái Excel là gì không? Cái set là cái này nè. Cái set là cái này ha. Đây các bạn có thể thấy mình vừa thao tác không? Tự nhiên đây set 1 nó nhảy qua set 3 ngay cái góc ở bên dưới màn hình á. Cái set 1 nó nhảy qua set 3. Hồi nãy mình đã ẩn đi cái set 2 rồi ha. Thì cái đề người ta hỏi là cái gì? Đâu có đề đâu. Vào home, format 2 chọn và in 2 chọn hai set. Vào form. Làm gì? Vào home nhưng không phải vào form, vào home. Nè, vào format chọn 2 và in 2, sau đó chọn 2 set. Là các nó sẽ, cái set nó sẽ ẩn đi. Sau đó các bạn vào, các bạn chọn, các bạn sẽ bấm là in 2 set ha. Thì nó hỏi bạn muốn set nào thì bạn chọn sẽ chọn cả 2.
thì nó sẽ hiện là set 2 và set 3 cho các bạn ha. Hoặc là một cách thứ hai nữa, mình muốn nói với các bạn nó luôn là vào lít chuột phải, vào set cần làm ẩn và chọn 2. 2 này là ẩn nha. Này các bạn thấy mình đang lít chuột phải vào set 2 á, thì mình sẽ chọn nút 2 là ẩn đi nè. Ok. 2 là hiện chứ, bên 2 mới là ẩn. Khoan. Sau đó có thể cho hiện lại. Hiện lại là N2. N2 là hiện lại, còn 2 là ẩn đi. Tiếp theo 11. Tab layout trong chart tool của Excel chứa công thức nào? Tab layout ha. Trong nè cái chart tool. Sao đây không có chart tool ta? Thôi mình nói lý thuyết thôi ha. Tab layout trong chart tool của Excel chứa thông tin là tiêu đề chụp hình, chú thích, tiêu đề chính của biểu đồ. Chart tool là trong biểu đồ của các bạn. Nè thử mình chèn cái biểu đồ vô. Tại vì mình xài là Word 365 cho nên nó khác cái Word 2010 của trường ha. Cho nên nhiều cái nó không có. Thế là câu 12 trong bảng tính Excel, giá trị trả về công thức Glen, trung tâm tin học là gì? Thì các bạn biết là Glen là cái hàm mà để đếm cái độ dài của cái chuỗi ký tự này. Cái ký tự này có bao nhiêu độ dài là trung, trung là 5 ha. Các bạn nhớ có một khoảng cách ở đây là 6, tâm nữa là 3, nữa là 9, 10. 10 là khoảng cách nè, chữ tinh là 13, khoảng cách nữa là 14, với chữ học nữa là 14 với 3 là 17 nha. Sẽ có 17 ký tự trong cái hàm len này. Các bạn nhớ cho mình, hàm len là cái hàm đếm cái ký tự trong cái chuỗi ký tự này. Tiếp theo trong bảng tính Excel cho các giá trị như sau: OA4 bằng 4, OA2 bằng 5, OA3 bằng 6, OA7 bằng 7 tại vị trí OB2. Lập công thức B2 bằng sum cái đám này ha, cho biết kết quả B2 sau khi enter. Có nghĩa là A4 á thì giá trị của nó là 4 nè, hàm sum là hàm tính cộng đúng không các bạn. A2 giá trị của nó là 5. Thì hàm count, hàm count là hàm đếm, đếm là A3 và A4. Hơi rắc rối nha. Đếm A3 nè, A3 là 6. Nhưng mà hàm count nó sẽ đếm ra được 1 và A4. À đúng rồi, A3. A3 là cái hàm đếm á, hàm count, hàm đếm nó sẽ đếm là 1 và A4 nó cũng đếm hàm count nó là 1. Vậy thì đếm A3 và A4 sẽ ra giá trị là 2 ha. 1 cộng 1 ở trên đây này các bạn. Vậy thì 4 cộng 5 là 9, cộng 2 là 11 nha. Các bạn nhớ cho mình cái chữ count này là cái hàm đếm. Cái hàm đếm có coi trong đó có bao nhiêu giá trị. Thì đếm A3 thì nó sẽ ra được một giá trị là 6. Nhưng mà nếu tính về giá trị nó là 1 thôi. Và A4 nó cũng là 1. Cho nên là 4 cộng 5 cộng 2 là bằng 9. Ý, 4 cộng 5 cộng 2 bằng 11. Tiếp theo nha các bạn, câu 14. Thì trong bảng tính Excel, chuỗi A1 chứa giá trị 5. Bạn lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau. Thì if A1 lớn hơn hoặc bằng 5 thì nó là trung bình. Thôi, đọc tới đây đúng rồi ha. Nếu mà giá trị đó bằng 5, mà giá trị bằng 5 thì là trung bình. Thì đáp án dưới đây luôn nha các bạn. Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm? Thì hàm tìm kiếm sẽ có 3 hàm. Đó là VLOOKUP, HLOOKUP và XLOOKUP nha. Có 3 hàm tìm kiếm đó là VLOOKUP, HLOOKUP và XLOOKUP. Thì trong đó VLOOKUP sẽ tìm kiếm theo cột và HLOOKUP sẽ tìm kiếm theo hàng.
Tiếp theo là câu 16. Trong bảng tính Excel, để lưu tập tin đang mở với một tên khác, bạn chọn như thế nào? Thì này bạn nào chắc cũng biết này ha. Để lưu, lưu thì là chỉ là còn sale thôi, mà sale với tên khác thì là sale is. Câu 17. Trong bảng tính Excel, hàm today mở ngoặc như thế này, không có đối số nha. Thì hàm today này sẽ được trả về ngày hiện hành của hệ thống, có nghĩa là cái ví dụ hôm nay. Hôm nay tôi đang quay cái video này là 9:37 sáng ngày 31 tháng 7 năm 2023 nha. 9:37 sáng ngày 31 tháng 7 năm 2023 thì nó sẽ hiện ra là 9:37 rồi cái 31 tháng 7 2023. Thế hay là câu 18, trong bảng tính Excel các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? Địa chỉ tuyệt đối nha các bạn. Thì địa chỉ tuyệt đối nó sẽ có dấu hai chấm giữa cái giữa hai chấm giữa các ký tự, như là cái này B1 hay này D10. Thì các bạn nhớ cho tôi là cái công thức của địa chỉ tuyệt đối, ví dụ như ô B1 á, thì đô la B thì nó phải có một cái đô la nữa và mới tới số 1 nha. Cái này là ô B1 sẽ có hai cái đô la trước các ký tự này. Thì các bạn thấy câu C nè, ngay cái chỗ mà đô la B phải có cái đô la cái nữa mới tới số 1, cho nên loại câu C nha. Thế hay là câu B. Câu B cũng vậy, nó thiếu cái dấu đô la ở bên phía trước của chữ B rồi ha, cho nên loại. Câu A cũng loại, chỉ có câu D là đầy đủ nhất. Đô la B, đô la 1. Và khi mà các bạn muốn kéo một cái ô khác, các bạn sẽ hai chấm đô la D, đô la 10 ha. Có nghĩa là cái công thức về địa chỉ tuyệt đối các bạn nhớ cho tôi là đô la B sau đó sẽ đô la 1, đô la chữ, đô la số mới đúng nha. Câu D đúng. Tiếp theo là câu 19. Trong bảng tính Excel OC2 chứa hẹn của học sinh, công thức nào tính học bổng? Thôi mấy cái này đừng đọc, đọc cái công thức, cái yêu cầu của người ta thôi. Nếu xếp hạng từ hạng 1 đến hạng 3 thì được học bổng là 200.000, còn lại thì để trống. Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm if nha. Các bạn đọc từng cái đáp án là if. Người ta nói nếu xếp hạng từ 1 đến hạng 3, có nghĩa là cái ô này nó phải bé hơn hoặc bằng 3. Bé hơn hoặc bằng 3 mới đúng nha. Cho nên chúng ta cái này lớn hơn 3 loại nè. Bé hơn 3. Từ 1 đến 3 thì 3 vẫn được. Cho nên cái câu D này nó ghi bé hơn 3 là tôi sẽ loại ngay từ đầu. Thế hay là còn ý B và ý C. Vậy thì các bạn có thể thấy được, nếu bé hơn hoặc bằng 3 thì sẽ được là 20.000. Vậy thì cái mệnh đề đúng của nó sẽ là 20.000, sẽ đứng sau cái bé hơn hoặc bằng 3. Còn lại thì để trống. Để trống có nghĩa là ký tự, không có ký tự. Thì các bạn sẽ hai dấu nháy như thế này ha, chứ bạn không có được ghi để trống là số 0. Cho nên câu B đúng nha các bạn. If C2 bé hơn hoặc bằng 3 thì 200.000, còn lại thì để trống, thì mở ngoặc đóng ngoặc như thế này là người ta biết hiểu nó là để trống nha. Tiếp theo là câu 20. Trong bảng tính Excel tại ô A2 có giá trị số 25, tại ô B2 chúng ta sẽ gõ vào công thức SQRT A2. Các bạn cần nhớ cho tôi SQRT là cái căn bậc 2 á. Căn bậc 2 nha. Thì căn bậc 2 của 25, bạn nào chắc cũng biết là 5 rồi phải không? Nhìn qua đáp án đúng không? Ừ đúng rồi, 5 nè. Vậy ở đây tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái hàm mới. Đó là cái gọi là cái hàm SQRT. SQRT là cái hàm, cái hàm SQRT á, người ta gọi là cái hàm căn bậc 2. Tiếp theo là câu 21 ha, thì câu nào sau đây sai khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel? Thế thì nhập dữ liệu vào bảng tính Excel, các bạn nhớ cho tôi luôn, các ký tự chữ, ký tự sẽ căn lề bên trái, và thời gian ngày tháng năm sẽ căn lề bên phải, và ký tự số sẽ căn lề bên phải nha. Ký tự số sẽ căn lề bên phải. Nói chung là chỉ có, nói chung là số á, kiểu số, thời gian, ngày, tháng, năm sẽ căn lại bên phải. Chỉ thôi, bây giờ các bạn chỉ cần nhớ cho tôi ký tự, các ký tự á, sẽ căn lại bên trái. Các bạn nhớ cho tôi được ha. Trong Excel thì chỉ có ký tự căn lại trái,
Còn tất cả còn lại giống như là các bạn nhớ không nổi thì bạn nhớ một cái thôi, ký tự căn lề trái. Vậy thì số nè, thời gian nè, ngày tháng năm nó sẽ căn lề bên phải nha. Tiếp theo là câu 22. Biểu thức sao? Cái này hơi phê. Không, nó ghi dài dòng thôi các, cho các bạn bị rối thôi. Tại vì tôi ở đây tôi muốn chỉ cho các bạn có hai cái công thức, đó là công thức AND. Nếu mà công thức AND thì có nghĩa là cái dấu này nè. Đó các bạn học cái dấu ngoặc nhọn á, cái dấu ngoặc nhọn dễ sao ta? Cái dấu ngoặc nhọn nè, có nghĩa là tất cả các mệnh đề ở trong đây đều phải đúng thì cái công thức AND này nó sẽ trả ra kết quả là true. Còn nếu mà OR, công thức OR thì cái dấu ngoặc vuông này các bạn nhớ không? Cái dấu ngoặc vuông này, ý này đúng, ý này sai thì nó vẫn đúng được. Vậy thì các bạn đọc vô các mệnh đề sau đây. Đọc đầu tiên, nếu mà các bạn thấy 5 lớn 4, nếu mà 5 lớn 4 chắc chắn nó sai rồi, mà cái này nó nằm trong mệnh đề AND, vì thì cái này nó sẽ trả ra kết quả là fail. Nó sẽ trả ra kết quả fail vì sao? Tại vì 5 lớn 4 mà nó nằm trong mệnh đề AND thì chắc chắn nó sẽ sai rồi ha, cho nên nó sẽ là trả ra kết quả là fail. Tiếp theo câu 23, địa chỉ B đô la 3 gọi là địa chỉ hỗn hợp nha, chứ không phải là biểu diễn sai nha. Tại vì địa chỉ tương đối á, địa chỉ tương đối của nó là B3, địa chỉ tuyệt đối của nó là đô la B đô la 3. Còn cái này nó vừa biểu diễn địa chỉ tương đối của nó là chữ B, nhưng mà nó muốn cố định lại số 3, cho nên người ta gọi nó là địa chỉ hỗn hợp nha các bạn ha. Tôi sẽ đi lấy nước uống, và trong khi tôi đi lấy nước uống thì các bạn sẽ xem 4 câu 24, 25, 26, 27 trong vòng 1 phút ha. Sau đó tôi sẽ chữa, tôi sẽ quay lại tôi chữa sau. Rồi, tôi đã quay lại ha. Các bạn giải được 4 câu này chưa? Đáng lẽ tôi phải lấy một cái file mà không có đáp án đó, tôi hướng dẫn các bạn nó sẽ dễ hơn. Đây, bây giờ các bạn nhìn vô đáp án các bạn biết hết rồi ha. Vậy thôi, muốn đặt mật khẩu bảo vệ khi mở trang tính, đặt mật khẩu á, chọn nhiều trả lời. Đặt mật khẩu các bạn vào file nè, info protect workbook in drive with backwards, hoặc là một cái ý hay là file cell A, có nghĩa là các bạn sẽ lưu cái file này lại với một cái tên khác, rồi sẽ bạn chọn tool là công cụ, cái tùy chọn và nhập mật khẩu vô. Vậy các bạn nhớ cho tôi là file cell A tool general, có nghĩa thôi bây giờ các bạn nhớ cho tôi là thôi cũng không được, các bạn nhớ cell A sẽ đi với password to open và info nó sẽ đi với encrypt with passwords, cái từ khóa. Thì cái câu B và câu D nó sẽ đảo tương tự lại, cho nên các bạn làm bị rối thôi chứ không có gì hết ha. Bây giờ tôi nói đến câu 25. Thì trong Excel, để thực hiện việc trục, việc thêm trục thứ hai vào biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Excel? Để thực hiện việc thêm trục thứ hai vào biểu đồ thì các bạn sẽ click trục phải. Sau đó các bạn chọn format data series và còn chọn secondary axis ha, tôi làm thử này.
biểu đồ này bỏ đi. Chuột phải, chọn gì quên rồi. Format data, sau đó chọn secondary. Format data. Xong code hả? Format cell. Ôi, tại vì tôi đang xài là cái Word 365 cho nên không có nha các bạn ha. Bây giờ dài giảng lý thuyết cho xong cho là nhanh hết nè. Câu 26, để tìm vào các vùng có công thức, các bạn sẽ sử dụng lựa chọn nào? Tìm các vùng có sử dụng công thức, bạn sử dụng lựa chọn vào Home, chọn File, Select, chọn Formula. Các bạn nhớ cho tôi Formula là công thức nha. Câu C và câu D nó có chơi nhau cái chữ dấu phẩy nè các bạn. Chọn Go to Special. Go to Special nha, chứ không có dấu phẩy ở đây nha, có dấu phẩy là sai nha. Câu 27 nè. Trong Excel để thực hiện cách lọc một danh sách, lọc nâng cao á, thì các bạn sẽ chọn, click chọn vào biểu tượng Advanced là nâng cấp, nâng cao trên nhóm Sort Field của Tab Data. Thế hay là 28, để xóa đồng thời nội dung, định dạng, ghi chú á, thì các bạn sẽ sử dụng những gì? Vào Home, chọn Clear và chọn Clear All nha. Clear Content là các bạn sẽ xóa nội dung. Clear Format là các bạn sẽ xóa về cái phần mà định dạng. Còn Clear Hyperlink là cái xóa về liên kết. Câu 29 nha. Trong bảng tính Excel, câu 29 này để giữa màn hình đi nha các bạn dễ nhìn. Câu 29, trong bảng tính Excel, nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại đạt. Ngược lại, nếu dưới 5 điểm thì xếp loại không đạt. Thì các bạn công thức nào đúng? Vậy thì từ 5 điểm trở lên thì là đạt. Công thức tự nhiên có chữ else thì là sai nha, bỏ đi, không đúng đâu nha. Nếu công thức, nếu từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được gọi là đạt. 5 điểm trở lên mà các bạn nhìn cho câu C nè. Nhìn cho câu C thì từ 5 điểm trở lên mà nó lại ra điều kiện là bé hoặc bằng 5 điểm là sai nha. Nó ghi bé hoặc bằng 5 điểm là sai. 5 bé hoặc bằng điểm, ví dụ nó ghi không được nữa. Từ 5 điểm trở lên là phải lớn hơn hoặc bằng 5. Mà ở đây không có. Thì bây giờ các bạn sẽ xem. Nó ghi câu D. Câu D lựa tình các bạn nè. Nó ghi là từ 5 điểm trở lên. Có nghĩa là thằng này nó phải lớn hơn hoặc bằng 5. Nó mới là đạt. Còn câu D nó ghi lớn hơn 5 thôi. Ví dụ thằng này 5 điểm, nó vẫn là xếp là không đạt. Vậy thì chỉ có câu B. Câu bờ nữa, các bạn nhìn cho câu bờ. Các bạn có thể thấy được G6 bé hơn 5. Cái mệnh đề đối ngược lại với lớn hơn hoặc bằng 5 sẽ là bé hơn, tôi ghi dấu ngược rồi, số 5 nè. Bé hơn 5. Cái số đó phải ghi dấu ngược lại. Cái này lớn hơn 5 hả? Nè, x lớn hơn gần 5, ví dụ như là x. Đó, ok. X bé hơn 5. Cái mệnh đề trái ngược lại với câu thằng lớn hơn hoặc bằng là bé hơn. Thì có nghĩa là nếu mà bé hơn 5 là không đạt, còn lại là đạt. Là đúng ha. Thì có nghĩa là từ 5 điểm trở lên, thí sinh nó sẽ xếp gọi là đạt. Mấy câu Excel này nó hay hack não của các bạn lắm, cho nên là các bạn chú ý cẩn thận nha. Cái tệp này đến câu bao nhiêu ta? 77 ha. 77, 70 chia 2 là nhiêu? 35. 35. Khoảng câu 35 tôi sẽ dừng cái video ngày hôm nay nha. Câu 30 này thì trong Excel, để đưa vào trang tính các dữ liệu asset, đưa vào trang tính các dữ liệu từ asset, các bạn sẽ chọn gì? Các bạn sẽ vào data,
chọn from other source, có nghĩa là từ một cái nguồn khác, và cuối cùng các bạn sẽ chọn accept. Câu 31 ha, trong bản tính Excel 2010, chức năng data, data relation setting, tagline, tagline là cái chuỗi có chiều dài á. Là gì? Nghĩa là ràng buộc dữ liệu trên các ô bản tính khi nhập vào chỉ cho phép nhập vào chuỗi có chiều dài xác định. Tagline là chiều dài chuỗi. Tiếp theo nha các bạn ha, thì trong câu 32 á, thì người ta hỏi Excel để tạo một liên kết từ ô 40 đến một trang web, bạn sẽ lựa chọn hộp nào trong link to. Nghe có chữ trang web á, thì trên dưới đây có là web bay là trang web á. Address là địa chỉ, còn this document là trong cái thư mục này. Thế là câu 33 ha, cho biểu đồ dạng cột. Muốn thay đổi biểu đồ để kết hợp dạng cột và dạng thương, sau khi cho chọn thành phần, cần chuyển dạng thương. Bạn sẽ sử dụng lựa chọn nào sau đây? Cho biểu đồ dạng cột á. Muốn thay đổi biểu đồ kết hợp dạng cột và dạng đường, sau khi chọn thành phần, chuyển thành cho cột á. Mà muốn thay đổi cột thành đường thì bạn sẽ vào Design, chọn Change Chart Type. Change là thay đổi, char là cái biểu đồ, và type là cái loại, là thay đổi cái dạng, cái loại biểu đồ. Và sau đó các bạn sẽ chọn thành dạng đường là line. Câu 34, trong Excel để làm ẩn một số cột của trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây ha? Ẩn một số cột của trang tính, các bạn sẽ click vào biên cột và chọn 2, 2 là ẩn. Ủa, đáng lẽ 2 là hiện chứ ta, xong không hiểu cái này sao. Chọn các cột cần làm ẩn, sau đó chọn vào Home, chọn Format. Sau đó các bạn sẽ chọn 2 và in 2. Tiếp theo là câu 35 ha, trong Excel để bảo vệ trang tính bằng mật khẩu, bạn sử dụng là sau đây ha. Bảo vệ cái tất cả trang tính bằng mật khẩu thì các bạn sẽ chọn vào Review, các bạn sẽ chọn Change và Rotate Sheet. Câu 36 trong Excel ha, giả sử A4 chứa liên kết một công thức, sao chép kết quả chỉ lấy giá trị. Lưu ý là chỉ lấy giá trị nha, thì các bạn sẽ chọn best special, có nghĩa là dán đặc biệt, và chọn value giá trị. Giá trị là value nha các bạn ha. Còn 37 trong Excel để đặt tên một vùng gồm nhiều ô, bạn sẽ chọn đặt tên một vùng gồm nhiều ô, bạn sẽ sử dụng lựa chọn là Formulas, chọn Name Managers, chọn New, đặt tên vùng và chọn vùng cần đặt tên, hoặc là chọn Formulas, Define Name, đặt tên vùng và chọn vùng cần đặt tên ha. Câu 38, để thay đổi biểu đồ dạng column sang từng line, các bạn sẽ click phải nè, chọn Chart Type Line, hoặc là chọn vào Chart Tools, chọn Design Change Chart Type. Câu 39, trong bảng tính Excel khi nhập vào giá trị 3 cộng 4 và ô A4 của set 1, Enter thì nội dung hiển thị trên ô A3 sẽ là 3 cộng 4 ha, biết sao không? Tại vì nó không có dấu bằng. Có dấu bằng nó mới ra 7. Câu 40, trong bảng tính Excel để tách dữ liệu trong một ô thành hai hay nhiều ô, bạn thực hiện nào ha? Dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô thì bạn thực hiện, các bạn sẽ chọn vào thẻ data, sau đó các bạn sẽ chọn set to columns và chọn delimited data nha, nhớ từ khóa cho tôi là data. Thì đến đây cũng khoảng 40 câu và cũng khoảng 34-35 phút và cũng lâu rồi ha. Thì tôi xin tạm dừng video ở đây, và các phần còn lại tôi sẽ làm trong video về phần 2. Và nếu các bạn thấy video này hay, các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Chúc cho các bạn thi tốt, và đặc biệt các bạn hội viên của tôi có thể thi tốt và đạt kết quả cao trong học kỳ mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các môn học sau.